bác ạ. Hôm nay làm cây buổi trưa, làm cuối ban ngày thì anh chơi cùng anh ông gửi mấy cây sang thì tôi làm giúp và chăm giúp. Thì đấy, bác nào thích thì giao lưu vui nhé, được giá thì giao lưu. Rồi thì hôm nay làm cây này, ban ngày ngồi trên này thích các bạn. Trên mái tôi ở đằng kia là có cái hồ nước này. Đấy, có cái hồ nước gió mát lắm. Đấy, đây các bác này, nhìn các bác nhìn cái lá này, cái lá và răm các bác cảm nhận như là nó mảnh và nó thưa đúng không? Đốt dài, đốt rất dài. Vì sao? Vì nắng không đều, thiếu nắng và trên cao. Và cái màu lá này là biết là đang kiểu như trong lồng, cái lan can bằng kính mà, kín ở dưới, lan can kính, kiểu như cây trong nhà kính ấy, bợt nhợt. Bác nhìn này, cảm giác như là như bị sấy ấy. Đấy. Đấy. Này trông chắc chỉ xanh xì mới chịu thôi. Còn cái lá mà các bác nhìn ở trên tự nhiên khác, không hoàn toàn không bón thì tôi chưa bón cái gì cả nhé. Đấy, có nhìn nó khác. Đấy, thì là cái khó khăn của người chơi cây trên cao là nó vậy, và không có nắng. Đấy, cây toàn bộ lá này như này. Đây là ba cây điển hình là ở trên cái khí hậu khác nhau đây. Thì hôm nay tôi buộc lòng tôi phải cắt lại chỉ để nên nuôi lại với những cái khẩu độ như này này. Muốn nuôi sổng cũng rất khó vì là cái đốt nó dài, sau này nó có to lên theo cái cút, theo cái mong muốn thì cũng lấy cái răm, lấy cái chì nó khó, thì buộc lòng phải làm lại. Đấy, ok các bác, thôi vào việc luôn. Tôi sẽ cắt cái cây cốt chậu này trước. Cốt chậu kinh khủng luôn ấy. Cốt chậu kinh khủng luôn. Bác nhìn, cây xanh quê thôi nhưng mà chất liệu khá là tốt. Các bác nhìn, nó, cái tốc độ bò sẹo nó rất kinh. Đây. Đấy. Rồi, đấy, đấy, đấy. Rồi, dựng máy quay là làm thôi. Nhìn dịch bệnh như này hạn chế đi lại đấy các bác nhé. Rất phức tạp. Chúng ta chẳng biết là người chúng ta gặp nó sẽ như thế nào cả. Thôi, cũng kiêng được ở nhà được cho lành. Lăn tay vào cho nó đỡ phải rửa tay nhiều.
đẹp phải đái. Chưa? Quá ngon. Ok. Đại thụ chưa? Cái này mà để bỏ vớt bẽ cũng đẹp, mà để nguyên bẽ cũng được. Đây, cận cảnh thì các bác nhé, cận cảnh. Những cái bượt nhợt sau này sẽ thay thế bằng những cái chuẩn chỉ hơn. Đấy, các bác nhìn, riêng cái khẩu này đã thấy sướng rồi đúng không? Riêng cái khẩu này. Đấy, rất ngọn phần âm này giật lên lắc lên rất hay. Đấy, xong có một tay đây. Tay bên này sau nhìn các bác nhìn cắt giật quá nhiều lần, tôi đều là tay tôi cắt cả này. Đây cắt giật cục kịch đây ra.
đây, cắt chuyển, cắt chuyển, bò sẹo rất nhanh, dòng xanh này. Nếu mà ở dưới trên vườn nhà tôi ở đây thì cây này nó xong lâu rồi các bạn. Các bạn nhìn này, tay cành này. Phêu, chất liệu xanh quê nhưng mà nuôi sướng lắm. Có phải xanh quê nào cũng tệ đâu, có những dòng xanh quê đắt cả năm liền. Đấy, các bạn nhìn, phê chưa? Mặt này cũng phê, nhìn nào. Đấy, cắt giật hoàn bộ cục kịch mà thân thế nó rất là sạch, thân pháp sạch, sạch sẽ. Nó chỉ có bị là ở cái môi trường chăm nó không tốt đấy. Trước cây này đẹp lắm. Này các bác nhìn cốt chậu này. Cốt chậu kinh khủng. Có mỗi rễ với chậu thôi. Thế mà nó cũng lên được như này. Các bác nhìn, ra màn. Đấy. Kinh khủng. Bánh như thớt ấy. Đấy các bác ạ. Xong cây này. Tôi bây giờ xuống ngủ trưa tí, xong rồi tối hoặc là mai làm nốt hai cây này. Các bác đón theo dõi tập tiếp theo các bác nhé. Cảm ơn các bác. Cây hay. Khi thổi hỏi bác tôi mua lại. Chúc các bác nhiều sức khỏe nhé.